Chào tất cả các em. Theo yêu cầu của một bạn thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái bài toán liên quan đến cái viết phương trình đường cao của một tam giác. Đây là một bài toán cho tam giác khi biết phương trình của cả ba cạnh và yêu cầu viết phương trình đường cao. Bài toán như sau. Cho tam giác ABC biết AB có phương trình 2x - 3y - 1 bằng 0. Cạnh BC có phương trình x cộng 3y cộng 7 bằng 0. Cạnh AC có phương trình 5x - 2y cộng 1 bằng 0. Viết phương trình đường cao BH. Thế thì để giải được cái bài này thì thầy sẽ phác họa cái hình ảnh của nó để chúng ta quan sát nhé. Thầy vẽ ong tay cho nhanh. Ví dụ đây là giả sử đây là một tam giác ABC đi. ABC. Thế thì đường cao thì chúng ta đường cao ở đây là đường cao BH thì từ B thầy kẻ vuông góc BH. Thế thì để lập được cái phương trình đường cao này, khi biết phương trình AB biết rồi này, BC biết rồi này, AC biết rồi này, đấy, thì lập phương trình đường cao như thế nào? Thế thì chúng ta đã biết một phương trình đường thẳng để lập được thì cần điểm đi qua và vectơ pháp tuyến hoặc vectơ chỉ phương. Nếu lập phương trình tổng quát thì chúng ta cần vectơ pháp tuyến, đúng không? Ở đây chúng ta nên lập phương trình tổng quát nhé. Chúng ta sẽ lập phương trình tổng quát của BC, của BH, đường cao BH. Thế chúng ta thấy đường cao BH là đi qua điểm B. Điểm B chúng ta có tìm được không? Tìm được, bởi vì phương trình AB biết, phương trình BC biết. Thì tọa độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình gồm có phương trình của AB này, phương trình của BC này, thì chúng ta giải hệ ra được tọa độ điểm đường B. Vậy thì điểm B biết, phương trình BH thì đi qua B, thì chúng ta cần một vector nữa là xong. Thế chúng ta biết phương trình AC, phương trình AC thì chúng ta sẽ tìm được pháp tuyến, vector pháp tuyến của AC. Mà vector pháp tuyến của AC chính là vector chỉ phương của BH. Đấy, vậy là chúng ta tìm được vector chỉ phương của BH. Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì vector pháp tuyến của đường này sẽ là vector chỉ phương của đường kia. Đấy, các em lưu ý như thế nhé. Thế thì bây giờ đầu tiên thầy sẽ tìm tọa độ điểm B trước này. Ta ghi tọa độ điểm B. Điểm B là nghiệm của hệ phương trình phương trình thứ nhất là phương trình AB này, đây 2x - 3y - 1 bằng 0, 2x - 3y - 1 bằng 0. Phương trình thứ hai là phương trình của BC, đó là x + 3y + 7 bằng 0, x + 3y + 7 bằng 0. Vì sao tọa độ điểm B lại là nghiệm của hệ hai phương trình này? Bởi vì phương trình này là phương trình AB, phương trình này phương trình BC, đây AB đây, BC đây thì cắt nhau tại B. Đấy, chúng ta có thể giải thích ở đây là vì là AB thì cắt BC tại điểm gì? Tại điểm B. Đấy, tại điểm B. Do đó là phương trình AB đây, phương trình BC đây, thế là giải hệ này ra được tọa độ điểm B. Thế thì giải hệ này là hệ phương trình bậc nhất hay ẩn? Thì các bạn tự giải nhé. Thầy sẽ bấm nhanh kết quả. Thầy bấm nhanh ở đây là x bằng -2 và y bằng -5/3. -2 và -5/3. Vậy là thầy suy ra được điểm B luôn. Có tọa độ là -2 - 5/3. Thế thì ta thấy là phương trình AC đã biết rồi. Đấy. Vì vector pháp tuyến của đường thẳng AC, vector pháp tuyến thầy ký hiệu là n nhá, bằng ta lấy luôn cái hệ số của nó đây,
AC là 5x trừ 2y cộng 1 bằng 0. Thì hệ số của x là 5, hệ số của y là âm 2. Vậy thì 5 âm 2 chính là tọa độ vector pháp tuyến của AC. Đây, chính là bằng 5 âm 2. Chúng ta nói vì BH vuông góc với AC, đường cao BH thì phải vuông góc với cạnh BC. Thì từ đây suy ra vector NAC là pháp tuyến của AC chính là vector chỉ phương, thầy viết tắt vector chỉ phương của BH, đúng chưa? Hai thằng vuông góc với nhau thì pháp tuyến của anh nọ thì là chỉ phương của anh kia. Thế thì đây là vector chỉ phương của BH, thì thầy suy ra ngay vector pháp tuyến của BH đó là một cái vector NBH đi, sẽ có tọa độ này, chúng ta đổi này 5 trừ 2 thì đổi chỗ, sau đó đổi dấu ở một vị trí đúng không, trừ 2 5 sau đó đổi chỗ, vậy thì nó là 2 5. Đấy, thì đây là cái bài toán là đổi từ vector chỉ phương sang vector pháp tuyến nhé. Đấy. Vậy thì chúng ta kết luận vậy thì cái đường BH nó sẽ thỏa mãn hai yếu tố chúng ta đã tìm được, đó là đi qua điểm B có tọa độ là âm 2, âm 5 phần 3 và có vector pháp tuyến NBH nó tọa độ là 2, 5. Vậy, do đó BH có phương trình là đấy, thì chúng ta thấy ngay là ở đây là bài đường thẳng BH là có điểm đi qua rồi, vector pháp tuyến rồi, vậy thì suy ra ngay 2 này nhân với x trừ đi trừ 2 là bằng cộng 2 này, cộng với 5 này nhân với y trừ đi trừ 5 phần 3 tức là cộng 5 phần 3 này bằng 0 này. Đấy, chúng ta có thể rút gọn đi cho nó đẹp, hay 2x cộng 5y 2 x 2 là 4 này, nên là 25 phần 3. Đấy, 4 là 12 phần 3, 25 phần 3 là thành 37 phần 3, đúng chưa? Cộng 37 phần 3 bằng 0. Chúng ta cũng có thể quy đồng lên, mẫu là 3 rồi giải nước cho nó đẹp, chúng ta có thể tương đương với, có thể suy ra phương trình đó là 6x cộng với 15y cộng 37 bằng 0. Đấy là cái bài lập phương trình đường cao khi biết ba cạnh, thì chúng ta lưu ý như thế nhé, chúng ta chỉ cần điểm đi qua và vector pháp tuyến thôi. Đấy, các em tham khảo thêm nhé.